Xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của Dạ Thiên Vlog. Thì em cập nhật về mộ của cậu Năm Nhữ Ninh. Thì bây giờ mấy anh cũng đem những cái tràng hoa bị ướt đi ra ngoài để phơi. Và cũng đã đem nhang ra đây để phơi nè, do trời mưa đó, nên là bây giờ phải phơi ở ngoài này thật cô chú. Phải đem ra ngoài này phơi hết. Thank you.
thật ở tại mộ của cậu Vũ Linh nha cả nhà nha. Lại có trường hợp là có những anh những chị khi mà cũng đăng lên YouTube nhưng mà nói nhiều cái nó sai sự thật đi đó, em thì có sao nói vậy chứ không phải là những câu like câu view. Cái trường hợp mà như là những cái tràng hoa khi mà đem ra ngoài để phơi thì cũng em nghĩ là có khả năng thì cũng sẽ nói là mộ của cậu Năm chuẩn bị làm cái gì đó đang dọn dẹp rồi, nói chung là em phải nói hoặc là đúng và chính xác.